phật ở chỗ này nói cho chúng ta biết bồ tát có một biện pháp có một phương pháp năng đoạn nhất thiết chư ác đạo khổ chư ác đạo không chỉ là chỉ ba cõi sáu đường mà bao gồm cả mười pháp giới ở trong đó cái khổ ở ba đường ở trong kinh Phật nói rất nhiều, mặc dù các vị đọc kinh không nhiều, kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, tôi tin rằng mọi người đều đọc rồi. ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, cái khổ trong ba đường cũng đã nói không ít. thường xuyên đọc thường xuyên cảnh giác chính mình. Nếu chúng ta không thực sự làm nghiêm túc, nếu không cầu giác ngộ, trong kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện nói về những quả báo đó, tức là chúng ta tương lai nhất định phải thọ nhận. Chúng ta có sợ không? Chắc chắn là không thể tránh khỏi. Vì chúng ta ngày nay Khởi tâm đồng niệm Lời nói việc làm Đều không tương ứng với nó Cái khổ ở nhân gian Là chúng ta hiện nay Đích thân cảm nhận được Trên trời tuy vui Nhưng có hoại khổ Có hành khổ pháp giới bốn thánh có cái khổ của không thể phá vô minh chứng pháp thân mười pháp giới thảy đều khổ bồ tát có phương pháp gì có thể đoạn cái khổ nạn của mười pháp giới vậy Chỉ cần có khổ Chính là ác đạo Chúng ta gọi Pháp giới bốn thánh Nhưng là ác đạo Pháp giới bốn thánh so giới Nhất chân Pháp giới Nó chính là ác đạo Nó so với sáu cõi Nó là cõi thiện So với nhất chân Pháp giới Nó là cõi ác Bộ kinh này là kinh Đại thừa, không phải kinh Tiểu thừa. Hà đẳng duy nhất. Bồ Tát rốt cuộc dùng phương pháp gì vậy? Phật ở chỗ này chỉ ra cho chúng ta thấy. Bảo là ngày đêm thường niệm. Tư duy quan sát thiền pháp. Cái thiền pháp này là thông suốt đến tận phía trên. Chúng ta muốn không sợ phiền phức Đó chính là Ngày đêm thường niệm thiện pháp Tư duy thiện pháp Quán sát thiện pháp Chúng ta đọc như vậy Mọi người sẽ dễ dàng hiểu Thiện pháp là gì vậy? Phần sau chỉ ra cho chúng ta thấy Pháp ấy tức chính là thập thiện nghiệp đạo ở trang này đếm ngược đến hàng thứ ba bắt đầu xem hai chữ cuối cùng pháp ấy tức là thập thiện nghiệp đạo đây là nền tảng tu hành căn bản tu hành của chúng ta ngay cả cái này cũng không có thì không thể bàn đến niệm phật nữa là khỏi phải bằng đến tu hành nữa. Trú già là không gián đoạn. Ngày nay gọi là 24 giờ không gián đoạn. Thương niệm là ở trong tâm thật có. Tâm thiện tư duy là ý nghĩ khởi tâm đồng niệm ý nghĩ thiện quan sát là hành vi lời nói việc làm thân ngự ý không có bất thiện như vậy mới được ở trong tâm vẫn còn tự tư tự lợi là tâm bất thiện đây là căn bản bất thiện tại sao bạn lại tạo tội nghiệp vậy tại sao bạn lại tạo mười ác vậy đều là gì tự tư tự lợi chỉ có mình không có người khác cái sai này là cái sai lầm căn bản bồ tát giác ngộ rồi từ đó cho thấy phàm phu chúng ta mê mê chính là mỗi niệm tự tư tự lợi đây là mê Ở trong Kinh Kim Cang Phật đã nói mấy câu Có thể đem ra đối chiếu với điều này Trong Kinh Kim Cang nói Nhược Bồ Tát Hữu Ngã Tướng Nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng Tức phi Bồ Tát Đó không phải là Bồ Tát Nửa phần sau nói rất hay Nhược Bồ Tát hữu, ngã kiến Nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến, tức phi Bồ Tát. Kiến là gì vậy? Kiến là khởi tâm đồng niệm, kiến giải. Chúng ta ngày nay nói bạn còn có cách nghĩ này, cách nhìn này. Thì bạn không phải là Bồ Tát, là bạn mê. Là bạn không ngộ rồi người thật sự giác ngộ là vô ngã người này là giác ngộ rồi vô ngã tức là chúng ta ngày nay nói tương đối dễ hiểu là không có tự tư tự lời người này là giác ngộ còn có tự tư tự lời người này là mê hoặc chưa có giác ngộ Phạm phu có khi nghe kinh nghe pháp phát sinh một niềm sáng suốt khoảnh khắc này là chắc ngộ rồi thế nhưng cái ý nghĩ thứ hai lại mê rồi cái giác ngộ này không thể duy trì không thể kéo dài Chúng ta ở giảng đường nghe kinh Giống như là hiểu rõ rồi Sau khi ra khỏi đây liền mê hoặc rồi Không ngăn nổi sự cám dỗ Của danh vọng lời dưỡng Tài sắc danh thực thùy ở bên ngoài Lập tức liền thối chuyện ngay Cho nên ngày đêm không được gián đoạn Bạn mới là Bồ Tát Thỉnh thoảng phóng qua Giống như tia chớp vậy không khởi tác dụng. Tuy không khởi tác dụng, nhưng cũng rất đáng quý. Tại sao vậy? Từ vô thủy kiếp đến nay, giống gì chưa từng phóng quang. Tuy phóng quang rất ngắn ngủi, một sát na cũng rất đáng quý. Cho nên chúng ta nhất định phải học tâm thiện, phải học ý nghĩ thiện, phải học hành vi thiện. Bắt đầu từ đâu vậy? Phải bắt đầu học từ thập thiền nghiệp đạo. Quyết định không được có ý nghĩ làm tổn hại chúng sanh. Đây là sát sanh. Không những không được sát, khiến chúng sanh phiền não cũng ngang bằng với sát sanh. Mạng sống của con người có xác thân vật chất, có pháp thân huệ mạng tinh thần. Cho nên, chư Phật Bồ Tát trong kinh thường nói: Chư Phật Bồ Tát là khiến tất cả chúng sanh thường sinh tâm hoan hỷ đó là chư Phật Bồ Tát. Tuyệt đối không nên khiến tất cả chúng sanh sanh phiền não. Người khiến tất cả chúng sanh sanh phiền não, người này là ma, không phải là Phật. Phật không làm cái việc này. có lẽ đây là phật bồ tát đến thử thách bạn đến giày dò bạn đến khảo nghiệm bạn có chuyện này không vậy có ma cũng biết làm cái việc này ma là giày dò bạn thật sự không phải thử thách bạn phật bồ tát thử thách bạn bạn trải qua cái thử thách này bạn chắc chắn thành tựu giống như đánh hét ở trong tông môn thiền tông đây là phương pháp dạy học của thiền tông người ta thật sự có năng lực thật sự có trí tuệ một gậy đánh xuống người này khai ngộ ngay đó thật sự là phương tiện đánh chết cũng không khai ngộ đó là ma đó chắc chắn không phải là phật Phật biết, một thiền bản đánh xuống họ liền khai ngộ ngay, minh tâm kiến tánh ngay. Khi một tiếng hét lên, họ liền khai ngộ rồi, họ hiểu rõ rồi. Nếu như nói, đánh họ cũng không khai ngộ. La hét cũng không khai ngộ, thì tuyệt đối không dùng phương pháp này. Mà học cách thức này của Bồ Tát hại tất cả chúng sanh, còn tự cho mình tốt tôi thành tựu cho anh. Cho nên, chúng ta phải có năng lực biện biệt giữa Phật với ma. Không để bị lừa. Đồng tu tình độ chúng ta. Tình tông học hội thành lập. Tôi đã viết bài duyên khởi. Đưa ra năm chủ đề tu học ở trong đời sống thường ngày chủ đề thứ nhất là tam phước ở trong quán kinh chủ đề thứ hai là lục hòa chủ đề thứ ba là tam học giới đình huệ chủ đề thứ tư là lục độ của bồ tát chủ đề thứ năm là mười nguyện phổ hiền mọi người dễ nhớ đây là thiện pháp cao hơn so với thiện pháp nói ở nơi đây Thiện Pháp nói ở nơi đây là nền tảng. Không có nền tảng thì Pháp cao đó cũng miễn bàn. Thiện Pháp cao hơn nữa cũng phải bắt đầu từ nền tảng. Nếu như năm chủ đề này chúng ta thường xuyên ghi nhớ trong lòng là thường niệm. Cái này không khó, năm chủ đề tôi nhắc lại một lần tại đây điều thứ nhất hiếu dưỡng phụ mẫu chúng ta có cái tâm này hay không có thực hiện hay không cha mẹ còn sống thường xuyên quan tâm thường xuyên chăm sóc Dưỡng phụ mẫu chi thân. Đây là đời sống vật chất. Không để họ thiếu thốn. Chăm nom đến đời sống. Dưỡng phụ mẫu chi tâm phải làm cho cha mẹ hoan hỷ. Không được để cha mẹ lo nghĩ. Nếu như cha mẹ lo lắng Là con cái bất hiếu Ở trong kinh Phật thường hay dạy chúng ta Thường xin tâm hoan hỷ Chúng ta làm sao khiến cha mẹ thường xin tâm hoan hỷ Đây là tận hiếu Thứ ba Dưỡng phụ mẫu chi chí Là sự kỳ vọng của cha mẹ Đối với chúng ta sự kỳ vọng đối với con cái phải không cô phụ sự kỳ vọng của cha mẹ, không được để cha mẹ thất vọng. Đây gọi là hiếu dưỡng phụ mẫu. Hãy bắt đầu làm từ chỗ này triển khai ra. ở trong kinh luận đại thừa thường nói. Tất cả người nam là cha ta Tất cả người nữ là mẹ ta Phải đem cái hiếu dưỡng này Mở rộng đến tất cả chúng sanh Đây là Phật dạy chúng ta Những tôn giáo khác không nghe nói Hay nói cách khác Chúng ta đối với tất cả chúng sanh Phải có nghĩa vụ cấp dưỡng Tận tâm tận lực Chăm sóc tất cả chúng sanh Giúp đỡ tất cả chúng sanh Đây là đạo hiếu thuận Khiến tất cả chúng sanh sinh tâm hoan hỷ Chúng ta chung sống với người khác Người ta không hoan hỷ với chúng ta là chúng ta có lỗi với người cần phải xem lại cần phải phản tỉnh chúng ta không được để tất cả chúng sanh thất vọng vì ta bạn mới thấy được sự sâu rộng của nền giáo dục nhà phật phụng sự sư trưởng sư trưởng với cha mẹ giống nhau Chúng ta cũng phải chăm sóc đời sống vật chất của thầy cô. Không cô phụ lời chỉ dạy của thầy cô. Không cô phụ sự kỳ vọng của thầy cô. Phật Pháp bắt đầu từ đây. Phật Pháp cũng phải viên mãn ngay chỗ này. Hai câu này là căn bản. Tất cả Pháp còn lại đã nói trong 49 năm là phương tiện. Dùng pháp phương tiện để thực hiện cái căn bản này, viên bản cái căn bản này. Đây là Phật Đạo. Bắt đầu là từ đâu vậy? Bắt đầu từ việc bồi dưỡng tâm từ bi của mình. Nếu như ở trong tâm không có cái quan niệm như tôi vừa mới nói, là bạn không có tâm từ bi. có thể hiếu dưỡng cái tâm của phụ mẫu sư trưởng hiếu dưỡng cái chí của phụ mẫu sư trưởng người này mới đầy đủ tâm từ bi tâm từ bi chính là tâm đại bồ đề thực hiện ở tu thập thiền nghiệp Cha mẹ hy vọng chúng ta là một người tốt, là người thiện ở trong xã hội. Thầy cô cũng kỳ vọng chúng ta là người thiện ở trong xã hội. Chúng ta có thể dùng toàn tâm toàn lực giúp đỡ xã hội, đặc biệt là giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn. Đây là sự kỳ vọng của cha mẹ, sư trưởng đối với chúng ta. Đây là điều cơ bản của dạy học. Căn bản dạy học. Từ đây nâng cao thêm nữa là Thọ trì tam quy cụ túc chúng giới Bất phạm uy nghi Đây là đã lên một bậc Nâng cao lên một bậc Là phát bồ đề tâm Thâm tính nhân quả Độc tụng đại thừa Khuyến tấn hành giả Ở trong đây Thâm tính nhân quả tôi nói rất nhiều rồi không phải nhân quả phổ thông là niệm phật là nhân thành phật là quả tin cái nhân quả này ba điều mười một câu này thế tôn nói với chúng ta rất rõ ràng đây là tam thế chư phật tịnh nghiệp chánh nhân thực hiện từ thập thiện nghiệp đạo chung sống với người phạm vi nhỏ nhất là vợ chồng ở cùng một phòng chung sống như thế nào vậy tu lục hòa kính chung sống với mọi người lục hòa kính không phải yêu cầu người khác làm mà yêu cầu bản thân phải làm chỗ cao siêu của phật pháp điểm khiến mọi người tán thán là ở chỗ này phật pháp xưa nay không yêu cầu người khác yêu cầu chính mình bản thân ta phải làm cho được lục hòa kính đối phương không làm được cũng chẳng sao cả không có chướng ngại chướng ngại vĩnh viễn ở một bên này của mình hoàn toàn không phải ở đối phương người hiện nay điên đảo sai lầm cho rằng mọi chướng ngại đều do đối phương không phải do phía mình sai ngay chỗ này cư sĩ hứa triết cả đời tu hành có thể thành công bà hiểu rõ cái đạo lý này mà cả đời luôn luôn chê trách chính mình xem là chính mình tuyệt đối không hề đối đối phương có sai lầm đây là con đường thành công của bà kiến hòa đồng giải tôi như thế nào vậy Tôi có lòng riêng tư thì kiến dạy của ta bất đồng kiến hòa đồng giải đồng với ai vậy không phải đồng với đối phương với người khác thế là bạn đã hiểu sai rồi đồng với phật đồng với bồ tát đồng với chân như bạn tánh là có nghĩa như vậy phật không có lòng riêng tư bồ tát không có lòng riêng tư tâm hiện y chánh trang nghiêm không có tư tâm là đồng với cái này giới hòa đồng tu đây là tùy duyên chính là hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức đây là nói về sự Thân đồng trụ khẩu vô tranh Ý đồng duyệt Ba điều này áp dụng trong thập thiện nghiệp đạo Phạm là không thể chung sống với đại chúng Bạn chắc chắn đang tạo thập ác nghiệp Không phải tu thập thiện Bạn tu thập thiện nghiệp Thì có người nào không hoan nghênh bạn Có người nào không tôn kính bạn Có người nào không, không hoan hỷ Gần gũi bạn Thập thiện là cơ sở của pháp hành Là căn bản của pháp hành Cuối cùng là lợi hòa đồng quân Người thật sự giác ngộ Quên mình vì người Tất cả lời dưỡng Luôn luôn nhường cho người khác nhiều hơn Mình có thể ít hơn một chút Bản thân Hoan hỷ Trải qua đời sống vật chất thấp nhất Hoan hỷ Thích Ca Phật ngày ăn một bữa ba y một bát sống đời sống thấp nhất hoan hỷ lợi dưỡng như người khác nhìn thấy người khác trải qua đời sống vật chất rất tốt thì vui vẻ quyết không hề đố kỵ là vui vẻ Tam học chính là giác chứ không mê. Chánh chứ không tà, tình chứ không nhiễm. Đây là tam học giới định huệ. Giới học là thanh tịnh. Tịnh chứ không nhiễm, định học là chánh tri chánh kiến, Chánh chứ không tà Tuệ học là Giác chứ không mê Đây là tam học Lục độ thập nguyện Đều phải áp dụng vào Trong đời sống thường ngày Đều phải áp dụng vào Chỗ khởi tâm đồng niệm Pháp môn Tịnh độ là pháp tu như vậy. Sau đó niệm Phật cầu sanh Tịnh độ chắc chắn được sanh. Năm chủ đề này chúng ta thường xuyên ghi nhớ trong tâm, thường xuyên áp dụng vào trong hành vi. Đây chính là đoạn ác tu thiện. là tương ưng với điều nói ở đây tư duy thiện pháp là ý nghĩ thiện khởi tâm đồng niệm chúng ta hãy tư duy năm chủ đề này năm chủ đề này là điểm tựa căn bản của tình tông học hội Quán sát thiện pháp là hành vi thiện. Hôm qua, bà cấp y giáo cùng nói. Ông nêu lên ví dụ rất hay. Người có 10 điểm tốt, có một khuyết điểm. Chúng ta nhìn 10 điểm tốt của họ, đừng nhìn một khuyết điểm của họ. Nếu như người có 10 khuyết điểm, có một điểm tốt, chúng ta nhìn một điểm tốt của họ, đừng nhìn 10 khuyết điểm của họ. Đây chính là quán sát thiện pháp. Ba Cáp Y Giáo cũng nói, Nhưng chúng ta nghe nhiều, tiếp xúc nhiều vẫn là Phật Pháp nói viên mãn. Đương nhiên Phật giáo kinh điển nhiều. Vì mặt số lượng kinh điển mà nói là bất kể tôn giáo nào cũng không thể so sánh với Phật giáo. Nói rất cặn kẽ, nói rất thấu triệt. Trong ba ngàn năm nay, Tổ sư Đại Đức Chú dạy viết luận phát huy lời giáo huấn của phật đà lưu lại kho báu chân thật cho người đời sau chúng ta giúp chúng ta khai thác kho báu của tự tánh Như vậy mới khiến các thiện pháp mỗi niệm thêm lớn. Câu phía dưới đây là thật vô cùng quan trọng. Bất dung hào phân, bất thiện gián tạp. Một mảy may bất thiện cũng không được phép sen tạp. Nếu như sen tạp bất thiện với số lượng lớn, vậy là không thể thành tựu rồi. Mỗi một đồng tu học Phật chúng ta Có người nào không muốn thành tựu viên bản thiện pháp của mình chứ Tại sao không thành tựu được vậy Ở trong tu thiện pháp xen tạp bất thiện Cái bất thiện này Trong bản kinh nói một cách cụ thể là Sát sinh, Trộm cắp, Tà hành Dòng ngữ Lưỡng thiệt Ác khẩu Tỷ ngữ Tham sân si những thứ này khi chúng ta tu thiện Nó xem tạm ở trong đó Thế là đem toàn bộ thiền hạnh Của chúng ta phá hủy hết Cho nên chúng ta không thể thành tựu Nhớ kỹ Một mảy may cũng không được phép sen tạp Sen tạp nhiều như thế có nguy không Gốc của bất thiện Tôi đã nói rất nhiều lần rồi Gốc của bất thiện là tự tư tự lợi Phạm là khởi tâm đồng niệm Ta Ta luôn mạnh hơn người khác một chút Ta luôn có ưu việt Ta phải đứng ở phía trước Vậy là sen tạp rồi Đây không phải sen tạp lượng ít Là sen tạp lượng nhiều Cho nên bạn không thể thành tựu Ở trong đoạn văn này Từ trú dạ Thường niệm tư duy Đến bất dung hào phân Bất thiện gián tạp Đoạn này là nói thiện nhân Thị tức năng lệnh chư ác dĩnh đoạn Thiện pháp viên mạng Câu này là nói thiện quả Sau cùng thường đắc thân cận chư Phật Bồ Tát Cặp như thánh chúng Đây là thiện duyên nhân duyên quả